Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu cả nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây chính là cặp loa siêu chép JBL ST200, hàng bãi xịn của Mỹ. Và cặp loa siêu chép này được các bác sử dụng rất là nhiều và được các bác săn đón cực kỳ là nhiều. Với cặp loa siêu chép này thì 400W và trở kháng là 8 ohm các bác nhé. 400W trở kháng là 8 ohm, hàng bãi Mỹ xịn sách tay. Và số lượng có hạn. Đấy, số lượng có hạn các bác nhé. Hiện tại thì bên em đang còn rất là ít thôi. Đấy. Với cặp loa siêu chép này thì hiện tại bây giờ giá đang là 2.200.000 đồng cho một cặp loa siêu chép này. Mặt này các bác nhé, cái mặt chép này là thép không gỉ và được chạy CNC. Đấy, thép không gỉ được chạy CNC các bác nhé. Khi mà quý vị và các bác chúng ta sử dụng trong thời gian dài mà nó bị bụi bẩn vào thì các bác chỉ việc lau sạch là được. Đấy. Thùng thì màu đen, sơn sần màu đen. Chiều sâu là 14 cm, chiều ngang là 14 cm và chiều cao là 19 cm các bác nhé. 400W trở kháng 8 ohm. Với cặp loa siêu chép này thì các bác ghép cùng với lại hầu hết được tất cả các dòng loa trên thị trường, và từ những cặp loa từ 20 đến 40 đấy, các bác đều ghép được. Và cặp loa siêu chép này các bác vừa nghe nhạc, vừa karaoke và vừa trưng bày nữa thì đều được các bác nhé. Đấy. Hát karaoke không bị hú rít mic và nghe nhạc không bị chói tai. Khi các bác nghe nhạc thì tiếng nhạc rất là hay, rất là bay bổng, tí tách lèng keng lách cách và nó không bị chói tai, không có những tiếng ve kêu ở trong tai của chúng ta. Đấy. Những dòng loa siêu chép chưa nổi trên thị trường thì các bác nghe nhạc thì thường thường là nó sẽ bị chói tai và có những tiếng ve kêu ở trong tai của chúng ta rất là khó chịu. Và trong thời gian dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến màng nhĩ của chúng ta và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác của chúng ta các bác nhé. Vâng, cặp loa siêu chép này thì rất là bền bỉ. Đấy, rất là bền bỉ, có chống cháy ở bên trong rồi. Các bác chơi thẳng trực tiếp từ vang liền công suất hay là từ cục đẩy công suất hay là từ âm ly ra luôn, chứ không cần là phải qua bất kỳ một cái hệ thống chống cháy nào nữa các bác nhé. Đấy, không cần qua tụ hay là phân tần gì nữa. Về các bác cứ cắm thẳng trực tiếp ra thôi. Với những cặp loa mà hay bị chết chép này, thiếu chép, yếu chép thì đều được những dòng loa siêu chép rời này giải quyết vấn đề đó. Và cặp loa siêu chép này nó đánh cái giải rất là rộng, từ 16.000 Hz lên đến giải 32.000 Hz các bác nhé. Đấy. Vâng, bây giờ em sẽ mở nhạc lên em test thử. Đầu tiên là chưa có loa siêu chép các bác nhé. Em chưa gắn loa siêu chép. Đấy, bây giờ là em chưa gắn loa siêu chép các bác nhé. Chút xíu nữa thì em sẽ gắn loa siêu chép vào để quý vị và các bác chúng ta cùng nghe, cùng cảm nhận. Oh,
kết nối cặp loa siêu chép vào để quý vị và các bác chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận các bác nhé. Đây chính là cặp loa siêu chép JBL ST200 quý vị nhé. Quý vị và các bác chúng ta nghe cái cặp loa JBL K512 này nó đã rất là hay rồi đúng không ạ? Tiếng đã rất là tí tách lèng càng lánh cách rồi, nhưng khi mà thêm những cặp loa siêu chép này vào, chất âm nó hay hơn rất là nhiều. Và cái tiếng nhạc nó nhẹ nhàng, lèng càng lánh cách. Giải siêu chép nó đánh lên rất là mạnh. Và nâng cao giá trị của bộ dàn âm thanh lên rất là nhiều. Mọi chi tiết và các bác yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em, các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.